Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái lỗi của cái chiếc PC nhá. Thì cái này thì mình trong quá trình mình làm lắp cây PC mình quay cho các bạn này thì nó gặp cái lỗi này. Đây là mình sẽ cắt một đoạn để mình chia sẻ cho các bạn. Bởi vì là có những bạn thì thỉnh thoảng sẽ gặp cái lỗi này thì các bạn có thể là áp dụng xem để xem là các bạn có xử lý được không nhá. Ok, còn nếu bạn nào muốn xem full clip này thì các bạn có thể xem clip này để các bạn rõ hơn về cái đoạn này các bạn nhé. Rồi, thì đây là một cái chiếc PC hiện tại mình vừa mới lắp xong, màu hồng. Thì sau khi lắp xong ấy, trước đấy thì nó dùng bình thường các bạn nhá. Sau khi lắp xong thì các bạn nhìn bật này. Bật đúng không? Nó chạy. Quạt quay mọi thứ chạy nhưng mà nó không lên màn hình luôn. Màn hình nó không lên gì luôn. Mặc dù chúng ta đã cắm cáp màn hình rồi, nói chung là chúng ta kết nối rồi, mà nó chung chỉ là chạy một lúc xong lại tắt, tắt rồi lại quay. Ok, thì với cái trường hợp này thì đầu tiên các bạn hãy làm gì? Nếu mà trước đó, ví dụ tối hôm qua các bạn sử dụng vẫn bình thường mà bây giờ bật nó lại không chạy như này, thì các bạn hãy tháo RAM ra. Tháo ra, mở cái nắp, tháo RAM ra nhé. Các bạn có thể lau qua rồi các bạn cắm lại cho mình. Hoặc là các bạn có thể ví dụ có hai con RAM thì các bạn cắm từng con một cho mình. Cắm thử từng con một nhá. Ví dụ ở cái khe thứ nhất các bạn cắm con đầu tiên không lên thì các bạn bỏ ra, các bạn lại lấy con thứ hai các bạn cắm vào, rồi các bạn bật thử như vậy nhá. Thì đầu tiên là các bạn phải thử cho mình con RAM đã, cắm thử đã để đảm bảo được tất cả con RAM đều bình thường đã. Hoặc là nếu mà cẩn thận hơn thì lấy một con RAM của máy khác các bạn cắm vào. Còn nếu mà không được nữa thì các bạn tiếp tục, các bạn sẽ tháo cái con cạc hình rời ra cho mình. Nếu mà máy các bạn có cạc hình rời nhá, các bạn tháo ra. Đấy, đây là cái cạc hình rời các bạn này. Các bạn hãy tháo ra, các bạn lau rồi các bạn cắm lại, rồi các bạn bật máy cho mình nhá. Còn nếu mà cái trường hợp mà nó không lên nữa thì các bạn hãy sử dụng, đó là các bạn tháo cái pin CMOS ra. Còn với cái con PC này của mình thì sau khi mà tháo cạc hình rời ra, cắm lại, lau qua thì nó bật, nó đã lên rồi các bạn. Đây các bạn này, các bạn nhìn thấy nó đã lên rồi này. Đấy, nó đã lên rồi. Ok, còn nếu mà các bạn mà chưa lên thì các bạn thử tháo cho mình cái con, cái quả pin CMOS ấy, ở trên cái bên nó có cái quả pin CMOS ấy. Đây các bạn này, mình sẽ lấy thử một cái bên ra đây. Đây chính là pin pin CMOS này. Các bạn tháo cái máy ra thì ở đây nó là pin pin CMOS các bạn này. Đấy các bạn, chỉ việc cậy ra. Đấy là các bạn tháo được cái viên pin ra. Đấy, tháo ra xong các bạn lại lắp lại. Rồi các bạn lại bật máy nhá. Đấy, nếu mà cái trường hợp mà bật máy mà nó vẫn chạy như này thì các bạn hãy kiểm tra cho mình tất cả những cái đấy. Đầu tiên là RAM, tiếp theo là cạc hình rời, bỏ ra lau lại, cắm lại. Tiếp theo là cái pin CMOS nhá. Nhưng mà phải đảm bảo cho mình là cái màn hình, nó các cái cáp, cái mọi thứ nó phải kết nối bình thường các bạn nhá. Các cái cáp kết nối từ PC vào cái màn hình này phải bình thường nhá. Chứ không là cái màn hình thì nó chưa kết nối mà các bạn cứ rút ra cắm vào là không chuẩn đâu. Quan trọng là cái cáp kết nối mọi thứ bình thường rồi. Và nếu mà các bạn cẩn thận thì các bạn ấn vào chữ năm lốc hoặc cáp lốc ở trên cái bàn phím ấy, nó sẽ sáng cái đèn này này. Đây này, ví dụ mình ấn chữ cáp lốc này, ấn chữ cáp lốc này. Đấy, thì cái đèn các bạn nhìn thấy cái đèn nó sáng này. Đây, đấy cái đèn nó sáng các bạn thấy không? Nó nháy sáng này. Thì là cái cây PC của bạn nó đang hoạt động. Thì các bạn nhớ kiểm tra cho mình cái màn hình, các cái cáp của màn hình nhá. Ok, thì đấy là một chút chia sẻ của mình liên quan đến cái lỗi này. Thì bạn nào mà có thêm chia sẻ gì nữa thì các bạn hãy comment xuống dưới. Và chúc các bạn sẽ xử lý những cái lỗi máy tính của các bạn thành công nhá. Bye bye.